chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Quang Vũ Vlog. Hôm nay sẽ mời các bạn cùng đi với Quang đến cái cung cảnh tí 2020. Thì đây là cái chỗ công viên Tao Đẹp đang tổ chức cái hội thanh xuân rất là lớn. Thì bây giờ mời các bạn cùng theo Quang trong đó có cái gì trống nè. Ok, thì Quang vừa mua một cái tấm vé như thế này, vé một người là 30.000 nha các bạn. Thì cái chương trình này Quang mới hỏi là kéo dài đến tới hết mùng 6 là sẽ kết thúc cái chương trình chơi Tết ở đây. Thì các bạn nào, với anh chị em nào mà có nhu cầu đi chơi Tết họ hoa xuân các bạn đến đây ha. Bây giờ đến 16 như các bạn, và giá vé được cho người lớn là 30.000 đồng. Ok, bây giờ mời các bạn đi qua là cái khu này xem thử nha. Đây là chỗ này đang trang trí con này con gì ta, không thích không? Con nào đang chuột hết ta? Con đó mà con chuột gì? Giống con hổ á. Đợi xem thử con này con chuột mà. Cái này đang là 12 con giáp mà. Con này con chuột mà. Con này con hổ. Cọp mà làm giống con mèo, con mèo con kia. Con cọp mà làm giống con mèo á cô. Bên kia là bên kia là con trâu. Đây 12 con giáp. Thôi đi cho đây chứ cái dọc bên kia. Đây là thần nè, rồng nè. Đi cái vòng qua đây nè các bạn. Kìa con mèo kìa. Qua bên khung này xem thử. Đây con heo nè. Dê nè, dê đúng không? Miệng chó chứ hả? Con đó con chó. Con chó đây, đây cốt nè. Đây là đây là con mèo nè. Con kia con sừng là con gì? Con kia là con dê. Đây là con mèo đúng không? Đúng rồi. Ủa vậy đi ngược lại nữa. Rồi đi qua đây nè các bạn. Khu này có rất là nhiều người đang tụ tập ở đây. Đây có rất là nhiều ngựa nè. Con ngựa nhìn kỹ. Chụp đây thì không lấy. Con này con ngựa hả? Hả? À, ngựa đúng rồi. Làm con ngựa gì kỹ chứ? Cái con gì? Nè con chuột nè. Đây là năm nay là các bạn tí nào lên đó. Hai con tí này chuột rất là đẹp. Này là cặp đôi nha. Đâu hoàn hảo à. Con gà nè các bạn. Đây có rất là nhiều loại hoa quay xuống hoa. Không biết là hoa gì luôn. Nhiều đều lavender đúng không? Ở đây là con. Đây là con có cameraman nè, con thân. Thấy không? Có mỗi con khỉ là dễ thương nhất thôi. Thật sự. Đây là cái sân khấu phải là tối nay hoặc là tối mai gì đó sẽ tổ chức những chương trình ca nhạc ở đây. Bây giờ theo Quang qua bên khu bên kia nha các bạn. Ở đây có những quầy ăn bán đồ ăn nhanh rồi nè, nhưng mà giờ chắc thôi ai bán đâu. Chưa có dọn ra bán thôi. Buổi sáng thì chắc ít người ăn mấy món này. Ở đây là trang trí chỉ dựng mấy cái cây phun rồng rồi các bạn. Cây nhiều loại nhưng mà nó không có để tên, không có rõ là phun rồng rất là đẹp các bạn. Trên này. Ở đây có trang trí những cái hình con chuột năm tí nè. Đây đi lại cho anh ta. Đúng rồi. Chuột rất là đẹp. Móng bóng luôn ha. Đây có cái tháp chàm. Tháp chàm này giống ở ngoài tháp Phan Rang hả ta? Đúng không? Tái hiện lại cái giống tháp chàm của Phan Rang quả. Đây nó cây gột giống này, cây này giống cây gừa quá ha. Cái quả cây gừa. Cây này là cây si á. Si hả? Nói trồng cây si trước nhà là trồng cái này hả? Nó đó. Qua
qua mấy khu này thì nó cây có nhiều nữa, nó mát rồi. Bên kia nó hơi nắng chút xíu. Ở đây là cái hàng giống như cái mô hình của nhà sàn. Có cái bình đủ cần. Ở đằng xa xa là tái hiện lại cái trong cái khu thảo cầm viên. Để cùng qua bên đó coi nha. Cây kia cũng khá là đẹp ha. Vô bên trong thế nào. Trong đây cây kia như cái con thú giống như con đại thú các bạn. Từ mai nó giờ nó đã nở nở hoa nè. Thứ đó, nước chảy mà thấy mát à. Đây là tên là bóng chả. Thì trang trí kiến trúc rất là kỳ công các bạn. Cái này gọi là cái gì ta? Tôi không rõ mấy cái này gọi là cái gì. Cái phần đá quá hả? Phần gỗ cây là kiến trúc phần gỗ nha các bạn. Thấy không, nào không quả tòng, con nào con hổ. Ai biết đâu. Chú Kiên á, chú Kiên cũng làm YouTube mà rất là thích hoa lan này. Nếu mà có chú có coi clip này thì có lẽ rất là thích những khu này ha. Chắc là chú ra đây rồi luôn á. Chú lớn rồi mà, thì nhưng mà chú đó là hiện tại đang ở nước ngoài. Trong mấy clip chú Kiên này cũng có chia sẻ cách trồng nhiều cái loại hoa lan. Thế quay nhiều hoa lan cho chú xem.
cái núi này rất là hoa, rất là mát mẻ. Đây là cái khung cảnh này nãy giờ đi cũng hết rồi các bạn, một vòng có những loại đó thôi. Đến đây em sẽ kết thúc video và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Mình sẽ tiếp tục đi một vòng một số cái chợ hoa xuân, hoa mai, hoa đào ở một vòng một số cái công viên để chia sẻ với mọi người trong dịp Tết này. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau nha, bye bye.